Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ The Watt. Xin chào các audience fan nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ The Watt của chúng tôi lên sóng để review đập hộp một mẫu đồng hồ audience đang có mặt tại hệ thống đồng hồ The Watt của chúng tôi. Vâng, đây là một mẫu đồng hồ mới ra năm 2023, vừa mới được giới thiệu tại hội nghị khách hàng năm 2023, ngày 31 tháng 5 2023 tại khách sạn The An, Hà Nội. Hôm nay thì đồng hồ The Watt của chúng tôi cũng nhập được em nó về đây rồi và lên sóng để giới thiệu với anh em luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết em nó ngay bây giờ anh em nhé. Rồi, trên tay tôi hiện tại đây là một mẫu đồng hồ phải nói là rất là đẹp. Anh em chúng ta cùng xem nào. Đèn ten đây anh em ơi, đây là một mẫu đồng hồ Ozen Marco phiên bản mới nhất của năm 2023 với màu sắc rất là đẹp vào đấy. Đây là một cái mẫu có cái viền benzen, thiết kế là màu ghi xanh rêu và phần từ mũi tên chỉ xuống này cho đến số 15 màu vàng nhá, màu vàng nhạt. Cái màu sắc này nó rất là sang ở trên mẫu đồng hồ này. Đấy, nổi bật nhất là cái viền benzen này anh em nhé, đó là điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này luôn. Rồi, mẫu đồng hồ này thì rất là hay ở cái chỗ là có cái phần dạ quang để sáng vào ban đêm cho anh em, nó rất là sáng luôn. Đây anh em này nhé. Yeah. Ngoài ra thì khi anh em có thể bơi lội dưới nước ấy, cái phần cọc số và cái số Latin này nó sẽ rất là nổi, nó được phóng đại dưới nước để anh em có thể quan sát dưới nước nó rõ ràng và nó dễ nhìn giờ hơn. Đó, mã của mẫu đồng hồ này là GAN0821S19B, giá là 11.220.000, rất là hợp lý đúng không ạ? Anh em mua online chúng tôi siêu cho anh em 10% nhé. Rồi, về chất liệu của mẫu đồng hồ này thì mặt kính sapphire này, chất liệu dây vỏ là thép 316L. Mẫu đồng hồ này là được sử dụng bộ máy là F693 của Ozen. Rồi, đây là phần mặt đáy của em nó này. Mặt đáy của em nó thì bao giờ cũng có các thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở dưới đáy đây. Và ngoài ra thì có cái tem chống giả của Tân Hải Minh ở đây. Đây, anh em có thể quan sát đây là cái tem 7 màu của Tân Hải Minh này. Của máy của em nó là dùng cái loại máy F6 của Ozen. Rồi, mặt dial của mẫu đồng hồ này được xẻ tia này. Đây, xẻ tia lấp lánh luôn, anh em có thể quan sát này, nó xẻ tia rất là đẹp. Chức năng của mẫu đồng hồ này thì có lịch ngày, lịch thứ ở cọc số 3 giờ. Đấy, phần kim được thiết kế cũng rất là độc lạ này, rất là đẹp. Đấy, và có dạ quang để sáng vào ban đêm. Ngoài ra ở đầu phần kim dây thì được điểm màu vàng cam này để tạo điểm nhấn cho mẫu đồng hồ này. Rồi, cái phần viền benzen này thì chúng ta có thể xoay được anh em nhé. Đây là xoay này. Chúng ta có thể là xoay xuôi thôi, không thể xoay ngược. Đấy, nhiều anh em này cũng thắc mắc là tại sao lại chỉ có thể xoay xuôi mà không thể xoay ngược. Thì tôi cũng giải đáp luôn cho anh em. Đó là xoay xuôi thì để cho anh em có thể vặn để mà có thể hẹn giờ ở dưới nước, hoặc là thời gian trôi qua và thời gian còn lại. Đó, đó, còn nếu mà mình vặn ngược lại thì không vặn được. Bởi lý do là khi mình có thể ở dưới nước mình bơi lội thì nhỡ chẳng hạn cái viền benzen này nó va phải đá hoặc là va vào cái gì đó thì nó làm lệch cái thời gian mình hẹn đi. Cho nên hãng người ta thiết kế là chỉ có vặn ngược như này chứ không thể vặn xuôi được anh em nhé. Để vặn xuôi theo kim đồng hồ thì không thể vặn được, mà chỉ vặn ngược được thế này thôi. Rồi, thế còn khi mà anh em mua đồng hồ này, chẳng hạn như tôi muốn đi bơi nhưng mà tôi muốn lặn ở dưới nước khoảng 10 phút thì tôi sẽ phải làm thế nào, đúng không ạ? Rồi, thế thì khi một chiếc đồng hồ bình thường nó như thế này, tôi sẽ xoay nó về nguyên bản như này nhé. Rồi, ví dụ nó đang là 12 giờ như này, mà bây giờ nó đang lại là 7 giờ 25 như thế này, mà anh em muốn là lặn dưới nước khoảng 10 phút, có nghĩa là lặn đến khoảng 7 giờ 40 đúng không ạ? Rồi, 7 giờ 40, thì khi đó ta sẽ xoay cái viền benzen này. Đấy, cái mũi tên này nó chỉ về 40 đây, chẳng hạn như thế này. Rồi, là 5, 10, ví dụ ta nặng khoảng 15 phút để dưới nước. Khi đó cái phần kim phút này, nếu nó chạy, đấy, nó chạy đến 7 giờ 40 như thế này, anh em nhé, 7 giờ 40 như thế này, thì anh em sẽ phải lên. Đó là cái gọi là thời gian còn lại nhé. Thế còn thời gian trôi qua là thời gian như thế nào? Chẳng hạn, khi mà anh em đang ở dưới nước, nó là 7 giờ 25 như thế này. Đấy, 7 giờ 26 như thế này nhé. Rồi, thế thì khi đó ta muốn lặn xuống dưới nước nó khoảng 10 phút chẳng hạn. Khi đó anh em nhìn cái phần kim phút này, nó chạy đến số 10 này. Nó chạy đến số 10 này nhé. Chẳng hạn như tôi sẽ vặn ra cho anh em xem. Chẳng hạn như thế này. Rồi, bây giờ chẳng hạn như là phần kim phút này chạy đến số 10 như này. Thế thì anh em hiểu rằng là cái thời gian lặn của mình dưới nước đã hết rồi. Anh em phải lên, đấy, phải lên bờ. Đó, đúng không? Hoặc là anh em phải ngoi lên. Nếu chẳng hạn như anh em đeo bình oxy mọi cái thì anh em lặn mà anh em không để ý cái thời gian mà nhỡ hết bình oxy dưới nước thì anh em có thể là đai luôn chứ còn gì nữa đúng không ạ? Ngoài ra thì cái mẫu đồng hồ này được thiết kế là chống nước những 200 mét.
Nó nghĩa là anh em thoải mái bơi lội dưới nước luôn, không phải lo lắng gì. Sâu dưới biển thì khoảng gần 200 mét thoải mái luôn. Rồi, ngoài ra mẫu đồng hồ này có cái chế độ là lên cót bằng tay anh em nhé. Đây này, anh em lên cót bằng tay luôn như này. Đấy, anh em vặn xuôi như này thì lên cót bằng tay này. Vặn ngược thì nó sẽ là trơn. Khi mà anh em chỉnh xong rồi thì anh em nhớ vặn vào nhé. Ở đây nó có cái ren núm này. Anh em vừa ấn vừa vặn nhé. Vừa ấn vừa vặn cũng được. Em nó có độ chống nước 200 mét cho nên hãng người ta thiết kế rất rất là kỹ luôn. Rồi đây là phần khóa em nó này anh em này, logo sắc nét của Gen đây. Rồi, tôi sẽ đeo lên tay cho anh em xem nào. Rồi, lên tay đây anh em này, đây là một mẫu đồng hồ được thiết kế rất là trẻ trung linh động luôn. Đấy, anh em là thanh niên đeo mẫu đồng hồ này rất là đẹp, rất rất là đẹp luôn, bơi lội thoải mái luôn. Đấy, em nó được thiết kế theo phong cách là thể thao cho nên nó rất là khỏe mạnh, rất là khỏe mạnh, sport luôn, đeo rất là đẹp. Anh em nào có cổ tay khoảng tầm 17, 18, 19 hoặc là có cân nặng 60 cân đổ lên thì đeo mẫu đồng hồ này khỏi bàn rồi, rất là ok luôn. Rất ok luôn. Phẩm thì bao giờ có một chiếc hộp chính hãng của Gen đây. Đây là một chiếc hộp chính anh em nhé. Đấy, trên hộp bao giờ có bốn cái đinh cán này. Rồi, ngoài ra thì cái mặt phay nhôm rất là đẹp. Đấy, một chiếc hộp chính hãng của thương hiệu của Gen. Đây, ngoài ra nữa thì bao giờ có một cuốn sổ bảo hành chính hãng của Gen đây. Ta sẽ điền thông số kỹ thuật để bảo hành cho anh em ở đây. Đấy, mặt sau của em nó thì bao giờ cũng có cái tem đây. Trung tâm kiểm định đây, Bộ Công an này, tem chống hàng giả của Tân Hải Minh. Vâng, ngoài ra thì bên này sẽ điền các thông số kỹ thuật để bảo hành cho anh em ở đây. Vâng, nhiều anh em cũng thắc mắc rằng không biết là tôi mua đồng hồ Gen này thì sẽ được bảo hành ở đâu đúng không ạ? Đây, thì hiện tại đồng hồ Gen đang được bảo hành tại này, Việt Nam đây. Garywatt này, 41 thì sách này, 164 Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy Hà Nội này, 393 Điện Biên Phủ Sài Gòn này, ngoài ra thì là 64 Võ Thị Sáu Thành phố Hồ Chí Minh này, và 233 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm Hà Nội. Đó là những cái trung tâm bảo hành hàng chính hãng cho anh em. Anh em thấy mẫu đồng hồ Ogen Marco phiên bản mới nhất của năm 2023 này thế nào, có đẹp không ạ? Vâng, anh em nào thích có nhu cầu thì hãy liên hệ bây giờ bắt để sở hữu em nó ngay anh em nhé. Rồi, anh em xem video nhớ like, share, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ giáo quát của chúng tôi. Cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.